Thưa quý vị, vừa rồi là tiếng hát của Thanh Hải Vô Thượng Sư và các hội viên chúng tôi qua ca khúc Việt Nam quê hương ngạo nghễ trong một buổi họp mặt quốc tế tại Formosa, Đài Loan vào năm 1996. Đây là chung khúc của 10 nhạc phẩm trong tập trầm ca do nhạc sĩ Nguyễn Đức Quang sáng tác cho thanh niên vào năm 1966 đã nhanh chóng trở thành một trong những bản nhạc rất quen thuộc với người Âu Lạc Việt Nam. Today's A Journey Through Aesthetic Realms, Music and Poetry will be presented in Aulaxese or Vietnamese with subtitles in Arabic, Chinese, English, French, German, Hungarian, Italian, Japanese, Korean, Persian, Portuguese, Spanish, and Russian. Chương trình Thơ Nhạc Tình Yêu và Tâm Linh là tiếng nói của những tâm hồn tràn đầy khát vọng yêu thương và hiến dâng, chan hòa trong mỗi tình huống của những cảnh đời trầm luân và hệ lụy. Thơ và nhạc, tình yêu và tâm linh là cung điệu của tấm lòng từ ái, âm vang nỗi thiết tha độ lượng, mênh mang giữa đất trời, giữa cao cả và đắm chìm, giữa lồng lộng và trùng vây, giữa si mê và liễu ngộ. Thơ và nhạc, muôn đời vẫn là tiếng nói chân thành của trái tim rộng mở, chuyên chở nhân gian qua cõi mịt mù, để từ đó thăng hoa những tâm hồn hướng thượng và xiển dương cho những giá trị tâm linh cao cả của thân phận con người. Trong giây phút này,
Kính mời quý khán giả lắng tâm tư, chan hòa trong dòng suối âm thanh của chương trình Thơ Nhạc Tình Yêu và Tâm Linh qua những thi phẩm và nhạc phẩm của Thanh Hải Vô Thượng Sư và các nghệ sĩ tài danh như nhà thơ Đinh Hùng, Huy Cận, Vũ Hoàng Chương, Lưu Trọng Lư, nhạc sĩ Phạm Duy, Trịnh Công Sơn, Trần Quang Lộc, Nhật Ngân. Ngâm thơ là một nghệ thuật cổ xưa của Âu Lạc, Việt Nam đang trở nên rất hiếm quý. Trong thời hiện đại, thật là một điều quý giá mỗi khi chúng ta có dịp được thưởng thức qua giọng ngâm của những nghệ sĩ tài danh và Thanh Hải Vô Thượng Sư. Từ thời niên thiếu, Thanh Hải Vô Thượng Sư đã vô cùng yêu chuộng thơ văn. Khi còn trong tuổi học sinh tại Âu Lạc, Ngài đã rất trân quý thể loại văn chương tao nhã này. Chương trình thơ nhạc hôm nay được phụ họa bởi các nhạc cụ Âu Lạc cổ truyền do các nghệ sĩ tài hoa trình tấu. Một quê hương để tưởng nhớ, ai cũng có nỗi niềm nhớ thương về một nơi chôn nhau cắt rốn. Dù quê hương có nghèo nàn hay đẹp đẽ, có đãi ngộ hay đuổi xua, lòng ta vẫn ngậm ngùi thương nhớ khi phải cách xa, phải lưu lạc nơi chốn quê người. Đi mô rồi cũng nhớ về Hà Tĩnh, nhớ núi Hồng Lĩnh, nhớ dòng sông La, nhớ biển rộng quê ta, những cánh đồng muối trắng. Tâm tình của một người xa xứ nhớ quê, cũng như lòng con thương nhớ mẹ, đêm ngày vẫn nghĩ tưởng về chốn xưa người cũ, với tất cả tình sâu nghĩa nặng, với tất cả hoài niệm trông mong, sao cho quê hương được yên lành, được ấm êm, và mãi mãi quê hương trong ta vẫn là một hình ảnh đong đầy mến thương và cảm xúc nồng nàn. Yêu quê hương mình nhớ về từ thuở xa xôi, đất nào cằn vì còn mưa rơi còn gió cuốn, có công ta vun trồng thì màu đất lại nên tươi. Chỉ đi mô rồi cùng nhớ về Hà Tĩnh, nhớ núi Hồng Lĩnh, nhớ dòng sông La, nhớ biển rộng mà quê ta. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Vào những năm đầu thế kỷ 20, khắp vùng Trung Du Bắc Bộ nổi tiếng một chú trùng. Gọi là chú vì anh còn rất trẻ, mới 17 tuổi đầu mà đã đi dạy bát âm, dạy hát chèo, đánh đàn cho hát ả đào trong khắp vùng. Nhạc cụ gì chú cũng thông thạo, vậy mà chốn làng quê Kim Anh, Phúc Yên, rồi cả vùng Trung Du Bắc Bộ không nuôi sống nổi người nghệ sĩ tài danh ấy. Dã từ nghiệp cầm ca, lòng đầy nuối tiếc, chú vào Vinh làm thợ máy ở nhà máy xe lửa Tràng Thi. Tại đây, chú đem lòng yêu thương một thiếu phụ, tình cờ gặp được chàng nghệ sĩ thợ máy trong xóm thợ Tràng Thi. Cậu bé Nguyễn Văn Tý của mối tình rất nghệ sĩ đã chào đời ngày 5 tháng 3 năm 1923 cũng trong xóm thợ này. Thừa hưởng dòng máu nghệ sĩ của người cha thợ máy và giọng hát ru xứ đồng chim Bắc Bộ của người mẹ, 7 tuổi Nguyễn Văn Tý đã nổi tiếng hát hay nhất vùng, đến độ dân ở đây đã tôn vinh là cậu Tý. Những khi dỗi việc, nuối tiếc một thời vang bóng bởi nghiệp cầm ca, bố lại dắt Tý đi tham dự các buổi ca hát trong vùng. Đến đâu được yêu cầu hát là Tý hát liền, thường nổi tiếng bởi một bản Huê Tình và sau đó là bài Tứ Đại Cảnh. Bài này có câu: trăm khúc sông đổ dồn một bến, anh chẳng thương nàng, anh đến chi đây. Nhiều người nghe lúc ấy đã xúc động thật sự. Chính vào lúc Tý đang nổi tiếng bởi những Huê Tình, Tứ Đại Cảnh thì bố anh bừng tỉnh khi ngó lại cảnh mình. Cũng là chú Trung đã nổi tiếng cả vùng Trung Du Bắc Bộ, vậy mà không nuôi nổi thân, phải tha phương cầu thực, huống chi là Tý. Ông cương quyết chấm dứt sự mở đầu cho cái nghiệp sướng ca vô loài của cậu bé Nguyễn Văn Tý, đến độ thẳng tay tiêu hủy toàn bộ nhạc cụ, những kỷ vật quý giá nhất của đời ông, nào là cây đàn tam, cây thập lục, cây tỳ bà đầu nghê. Nguyễn Văn Tý đã lén lút giấu cha tiếp tục học đàn, hát, lại còn đóng kịch nữa. Thời gian qua đi, cái kim giấu trong túi lâu ngày cũng phải lòi ra. Người cha đã nghe phong thanh, cậu Tý đánh đàn banjo hay lắm. Khoảng năm 1942, Nguyễn Văn Tý thủ một vai nữ trong vở kịch dự thi ở College Vinh, giải nhì với phần thưởng là cái độc bình trị giá 6 đồng, hồi đó 4 đồng một tạ gạo. Tý đem độc bình phần thưởng về giấu sâu bếp, rồi khai với mẹ. Sáng hôm sau, bà nói với ông bảo ngay: tôi biết rồi, đêm qua tôi đã đến trường. Thì ra tối hôm đó, ông đã bắt được quả tang Tý diễn kịch. Năm 1943, một quả bom đã giết chết người cha thân yêu của Tý. Lúc đó anh vừa tròn 20 tuổi. Thương cha, hối hận, anh thôi học, đi làm công chức ở tòa xứ Vinh, rồi ra làm trưởng phòng ở Cửa Lò. Nhờ sự giới thiệu của một cha cố phụ trách hướng đạo, anh được nhận vào làm ở một nhà máy ngạch công chức. Chỉ một thời gian sau, Nguyễn Văn Tý lại đi hát ở các rạp, phòng trà. Năm 21 tuổi, anh đã là ca sĩ thực thụ, chuyên hát các bài hát Việt Nam của Văn Cao, Phạm Duy. Nguyễn Văn Tý vừa hát, vừa diễn kịch và trở thành chuyên nghiệp ở cả hai loại hình ấy. Việc biểu diễn mãi bài hát do người khác sáng tác,
càng thôi thúc Nguyễn Văn Tý nung nấu ý định tự viết bài cho mình hát. Và thế là bài hát đầu tay Ai Say Chín Lũy ra đời. Bài hát này đã được tác giả biểu diễn cùng với các bài hát của Phạm Duy như Về Miền Trung, Bà Mẹ Gio Linh, và được người nghe nhiệt liệt hoan nghênh. Ông kể: lúc nhỏ tôi được bố dạy cho cách lấy hơi mà không ai phát hiện được. Năm 1950, Nguyễn Văn Tý được cử giữ chức trưởng đoàn văn công, trong đó có cả năm anh em Phạm Duy. Một đoàn văn công bề thế, có nhiều loại hình nghệ thuật, và trưởng đoàn Nguyễn Văn Tý trực tiếp tham gia biểu diễn nhiều loại. Cũng năm đó, Dư Âm ra đời. Bài hát đánh dấu một bước ngoặt trong đời hoạt động nghệ thuật của Nguyễn Văn Tý. Từ một ca sĩ, kịch sĩ, ông bước hẳn sang lĩnh vực sáng tác và nghiên cứu âm nhạc. Trong giai đoạn thành lập và phát triển của nền tân nhạc Việt Nam, tức là từ năm 1938 đến năm 1954, hình như trong mỗi khoảng thời gian ngắn lại có một tình khúc nổi bật được ưa chuộng hơn hẳn những bản khác. Khởi đầu là Biệt Ly của Doãn Mẫn, Giọt Mưa Thu của Đặng Thế Phong, rồi tới Cô Láng Giềng của Hoàng Quý, Bến Xuân của Văn Cao, sau Cây Đàn Bỏ Quên của Phạm Duy, tới Em Đến Thăm Anh Một Chiều Mưa của Tô Vũ, và sau Nỗi Lòng của Nguyễn Văn Khánh là Dư Âm của Nguyễn Văn Tý. Ông cho biết hoàn cảnh sáng tác bản Dư Âm là có thật. Đêm trăng ngày ấy, người đẹp xõa tóc bờ vai, ôm đàn gửi tới ông những lời thề nguyền đẹp như muôn ý thơ. Nguyễn Văn Tý và sự nghiệp âm nhạc của ông là đa thanh, đa diện, mở đầu cho hàng loạt ca khúc viết về người phụ nữ Việt Nam. Trong sự nghiệp âm nhạc của Nguyễn Văn Tý là bài hát Dư Âm nổi tiếng. Hình tượng âm nhạc cùng những giai điệu mềm mại, thiết tha cộng với hình ảnh gợi lên trong các điệp khúc của ca từ một người thiếu nữ nhẹ nhàng, duyên dáng, lãng mạn. Đêm qua mơ sáng em đang ôm đàn dịu muôn tiếng tơ, không gian trầm lắng như âu yến du ai trong giấc mơ, mái tóc nhẹ rung trăng vần làn sóng, yêu ai anh năn cung đàn đầy vơi đôi mắt xa xôi. Anh yêu tiếng hát êm như lời nguyện đẹp bao ước mơ, anh như lầu vắng em như ánh trăng gieo muôn ý thơ, muốn nói cùng em đôi lời chiều mến, tim anh băng giá đang ngại ngùng câu năm tháng mong chờ. Hẹn em từ muôn kiếp trước, nhớ em mấy thua bạc đầu, anh đã âu sầu vì đường tơ vương vấn, anh để cung đàn đưa anh về đâu. Dư Âm tiếng hát reo lên trong lòng anh bao nhớ để mê lòng nhớ đêm qua giấc mơ ngồi em hé rung, anh muốn thành mây nương nhờ làn gió đưa anh tới cõi mơ hồ nào đây muôn kiếp bên. Theo bước thời gian, hình tượng người phụ nữ luôn xuất hiện với những vẻ đẹp khác nhau, phong phú và đa dạng trong ca khúc của nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý. Tình cảm thiêng liêng của mẹ
luôn là nguồn cảm xúc. Ca khúc Mẹ yêu con ra đời năm 1956. Thời gian qua đi, nhưng mỗi lần nghe, ta lại cảm thấy bùi ngùi, xao xuyến, ngỡ như trong vòng tay âu yếm của mẹ. Công lao dưỡng dục sinh thành của mẹ với đứa con yêu được nhạc sĩ thể hiện qua những âm hưởng dân ca đã khái quát hóa, nghe như nỗi niềm của mẹ hằng mong mỏi cho con lớn lên từng phút, từng giờ. Mẹ thương con có hay chăng? Thương từ khi thai nghén trong lòng. Mấy nắng sớm rồi mưa chiều, 9 tháng so 9 năm. Và là niềm hy vọng cho đến khi con trưởng thành. Mừng con sẽ góp phần, tương lai con đẹp lắm. Tâm trạng của mỗi người mẹ trên mỗi bước đường con lớn lên cũng là sự gửi gắm, niềm hy vọng của những người mẹ với thế hệ trẻ của đất nước. Khép lại ca khúc lại là câu À Á Du, hời ơi, hời du. Khẳng định, dẫu thời gian có qua đi, dẫu vật đổi sao rời, nhưng tấm lòng của người mẹ vẫn luôn hướng về những đứa con yêu. Hình bóng mẹ đã sinh thành ra ta, lòng với hình bóng cao cả của bà mẹ với tình đất nước. Ở đâu, mẹ cũng cùng ta chia sẻ, nâng giấc cho ta, chăm sóc cho từng đứa con của người, từ nắm cơm đến mảnh áo mẹ vá đêm đêm, với cả tình yêu thương không bờ bến của mẹ. Oh.
Ca khúc Người đi xây hồ kẻ gỗ của ông mang đậm đặc phong vị xứ Nghệ với âm hưởng của ví dặm. Người phụ nữ ở đây đã toát lên được tinh thần lạc quan yêu đời, nhìn vào một tương lai đầy hy vọng. Với tình cảm mộc mạc chân quê của con người xứ Nghệ, tình yêu cá nhân được nâng lên với tình yêu quê hương đất nước. Một cô gái thôn quê với những ước mơ của mộng ngày thi, nhưng vì tương lai đất nước, họ rất tự hào, rất lạc quan với những hy sinh mất mát mà họ đã trải qua vì mảnh đất cằn đang chờ nước ngọt mà họ tạm gác giấc mơ riêng về một tương lai chung tươi sáng hơn. Bởi chúng mình thương bao nhiêu mảnh đất cằn mà đời không ngại đào mấy con kênh đắp hồ xây đầm ta nuôi dòng nước ngọt để đàn hương đỏ tắm mát quanh năm ruộng đồng ta thỏa mơ ước bao ngàn năm. Kẻ gỗ là đây bao năm đợi tháng chờ, nay vùng đá bạc đồi núi lơ nhô, những dòng suối nhỏ theo sông về với biển, bỏ đồi hoang lại trong nắng trong mưa, để người nên khổ như đất kia cằn khô. Trong xe ủi anh nhớ những ngày hè, chân lôi khó khê em nhớ mùa đông xa, ta nghe trong gió bao nhiêu là chuyện lạ, ngày ta đi học em nói thích nghề gì, nay ra em nấu tươi màu suy nghĩ, thấy mùa phương vị ngỡ gặp mùa thi, cũng may phượng nở hai đứa mình ra đi. Thank you.
trong chuyến viếng thăm tặng quà chúc Tết các văn nghệ sĩ và gia đình tại Âu Lạc Việt Nam vào xuân Kỷ Mão 1999. Chúng tôi đã hân hạnh tiếp chuyện cùng nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý và được nhạc sĩ chia sẻ cảm nghĩ khi phổ những án thơ của Thanh Hải Vô Thượng Sư. Bình thường hàng ngày nó cũng quý, và nhưng mà bây giờ lại là cái tình cảm của người bạn xa xứ, bởi cái thanh kiếm lúc nào cũng có. Thế mà trong cái việc này tôi rất nhớ đến cái chuyện của mấy bài thơ của chị Thanh Hải. Người ta nói nhiều về thầy, tôi chưa được cái duyên để gặp thầy, nhưng mà mới hôm qua mấy bài thơ đâu thì tôi thấy thầy là một người cũng như mọi người có cuộc đời sống riêng. Nói chữ tuyệt vời thì nó khó hiểu, nhưng mà có một cái gì đấy làm tôi rất thương cảm. Người ta cứ ngỡ rằng những người đã tu hành thì không còn là những người tình thế. Không phải. Theo tôi thì không phải. Cái chuyện tu hành là một việc. Ở trong con người của ta, nó có nhiều lớp. Lớp 1, lớp trên, lớp dưới, lớp cuối, lớp có nhiều lớp. Thế thì có một phần nào trong đó, thầy vẫn là con người mà nó không nhớ kinh sử. Con người có một cái sự dung lượng riêng tương rất là tuyệt vời, cho nên tôi đã phổ nhạc với sự rung động tất cả trái tim. Ví dụ như cái bài Người Tình thì tôi đã phổ cái gì duy nhất nhất hôm nay các em đến thăm tôi gửi lời cảm ơn thầy Thanh Hải, cảm ơn một tâm hồn thi sĩ, một người theo Phật nhưng mà vẫn để lại trong lòng những cái dấu ấn rất là con người mà tôi cũng như nhiều người khác tiếp nhận được. Đấy là một cái điều tôi rất thành tâm cảm ơn. Cái điều thứ hai nữa thì sau khi tôi làm cái việc đó thì tôi lại được có những lần gặp gỡ như thế này, thành tâm mà nói rất cảm ơn các em. Các em là những cái người sứ giả thay mặt Thanh Hải đến đây. Tôi chưa có duyên được gặp thầy, nhưng mà các em đã được mang lại một phần nào cho tôi cái ảnh hưởng của thầy, cái gì đó của thầy mà tôi nghĩ rằng tôi vẫn ước vọng. Tôi mời thầy cùng các em đối với vị trí thầy, tôi vẫn nhắc lại mong là có một ngày nào đó tôi được nghe cái tiếng hát mà tôi đã phổ nhạc. Người tình phương xa còn bao giờ nhớ ta, ngân hà chia đôi ngã, tương tư tợ hải hà. Hỡi người tình phương xa, hỡi người tình phương xa, còn bao giờ nhớ ta, đêm dài mong tri kỷ, đăm đăm vọng ngân hà. Lữ khách đường xa, dừng chân cho ta hỏi nơi nào là quê người, lối nào là quê ta. Ôi người tình phương xa, nơi trời đất giao hòa, từ thuở nào vô thủy để nhớ. Để nhớ một mình ta.
tợ hài hà. Hỡi người tình phương xa, hỡi người tình phương xa, còn bao giờ nhớ ta đêm dài mong chi kỷ, đăm đăm vọng ngân hà. Lữ khách đường xa, lữ khách đường xa, dừng chân cho ta hỏi nơi nào là quê người, lối nào là quê ta. Ơi người tình phương xa, nơi trời đất xa hoa, từ thuở nào vô thủy để nhớ. Để nhớ một mình ta, ơi người tình phương xa, nơi trời đất giao hòa, từ thuở nào vô thủy để nhớ. Now
nào trở lại đem mộng vàng cho giờ chỉ có mình rồi đã nằm lặng thinh lá hoa sơ sắc gió mưa đã xóa ân tình sao chẳng trao nhau đi vô tình chỉ lắm một buổi cũng là tình một ngày cũng là nghĩa người dạy ta ta biết sâu biết yêu và biết đâu có ngày nào trở lại đem mộng vàng cho nhau có ngày nào trở lại đem mộng vàng cho nhau có ngày nào trở lại đem mộng vàng cho ba là bài có người thì tôi cảm thấy không phải không biết có vô tình hay là cố ý cũng có thể là một sự sắp xếp để cho nó có học nhưng mà rõ ràng là một niềm vui nó tràn đến có người rồi. Thế thì tôi mới phổ ba cái bài này để nó mang cái tính chất liên hoàn với nhau gần như là nó một cái gì đấy nó có nối tiếp với nhau có tiền có học người đến rồi, người đến rồi, lòng ta như trẻ lại, như sao xa, như sao xa trên vũ trụ tuyệt vời, nụ cười rạng rỡ. Hội ngày vui đừng ra đi đừng nói lời ra biệt hãy dừng chân như năm tháng chưa già thắp lên môi những lời diễm tuyệt điểm vào mi nỗi đam mê vẫn như
người đến rồi, lòng ta như trẻ lại, như sao xa trên vũ trụ tuyệt vời, nụ cười rạng rỡ mâm bạch ngọc, con tim cần bỗng mở hội hội ngày vui. Đừng ra đi, đừng nói lời ra biệt, hãy dừng đây như năm tháng chưa già, thắp lên môi những lời diễm tuyệt, điểm vào mi những ánh lửa hoàng sa. Ta nhìn ai ngất ngây hồn hương phấn, rượu không say mà trời đất từng bừng. Ta nói sao với những nỗi niềm vương vấn, khi đêm dài chăn trở gối chăn không. Ôi giờ phút căng tràn mật ngọt, nỗi đam mê vẫn như thuở ban đầu. Ôi giờ phút căng tràn bật ngọt, nỗi đam mê vẫn như thuở ban đầu. Ôi giờ phút căng tràn bật ngọt, nỗi đam mê vẫn ban đầu. Nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý đã chân thành bày tỏ những cảm nghĩ của ông về Thanh Hải Vô Thượng Sư. Sau đó tôi lại nhận cái cuốn sách thầy cho tôi đọc. Tôi biết thầy là một người có uy tín. Thế còn tất nhiên thì ở đời mà có những cái lời màu này và có những lời màu khác, cái là chuyện bình thường. Nhưng mà cái mà nó bao trùm là khác. Cái mà nó đã đi qua mọi cái không gian, đất nước này, đất nước kia, mà nơi mà thầy đặt chân đến ấy, mà nó có những ảnh hưởng này khác, thì cái đó là cái đáng để cho mình chú ý. Còn cái chuyện khi mà người ta nói cái này, nói thế kia, là một chỗ bình thường. Mà nhất là bên một cái xã hội bên như thế là càng bình thường. Không có cái gì. Mà đâu cũng thế. Thế nhưng cho đó cho nên thì có khi lọc chiêm ngưỡng. Thì cái câu hỏi đầu tiên mà đặt ra bác lúc bây giờ, tại sao thầy là người nhà tu hành nhiều năm rồi mà tại sao bây giờ lại có bài thơ này? Thì thầy làm lúc nào mà tại sao thầy làm như thế? Thế nhưng mà tôi thắc mắc sau tôi thấy như thế, không cần biết là thầy làm lúc nào cũng được, lúc nào là của thầy, lúc nào cũng là của thầy thôi. Thế thì bác cứ cho là đã được thầy làm thí sĩ, thế thì nó làm dễ, tự nhiên nó thấy khỏe lắm. Khi đã tu viết thì cái tư duy âm nhạc đấy, mà ở đây nó có một chỗ này, thầy chắc là trong cái con đường tu hành của thầy, thầy cũng đã trải qua nhiều năm tháng để nhìn lại mình,
trước tiên là nhìn lại mình, hoàn chỉnh cái bản thân mình, rồi mới đem cái đó đi để mà truyền giao cho những người khác. Thế mà thì chính cái đó là cái thuyết phục bạn. Bác hiểu những người tu hành là như thế, Phật là như thế. Phật không làm ra một con người khác hoàn toàn, Phật hoàn chỉnh cái con người ở trong cái cuộc sống bình thường, nâng cái phẩm chất lên để làm gương sáng cho mọi người, cho mọi chúng sinh. Thế thôi, thế là Phật. Phật không phải làm cái gì mà để đến nỗi người ta không thể nào theo được. Cái mà bà xã, mà bà vợ, bác ấy mô tả thì nói rằng bố không biết cái sư phụ của mẹ là một người sống rất gần mọi người, sống rất gần, và khi nói chuyện thì lại nói đến các cái vấn đề rất gần gũi trong đời sống. Cho nên thầy đến đâu là thầy xóa đi cái ấn tượng là tu là một cái gì khó vươn tới, khó lắm. Không, thầy xóa. Thì cái đó nó thuyết phục lắm. Nó bảo cụ thế thì quý quá. Là bác mới viết thơ được cho bác gái này. Đấy, đấy là Phật đấy. Đấy mới là đạo Phật. Nói thật với các em, bác cũng đã nhiều lần muốn tìm con đường tu hành để làm cho cái bản thân mình tốt lên một tí. Nhưng mà thấy khó lắm. Khó lắm. Khó lắm nhưng mà không biết. Cho nên bây giờ thì bác cũng vẫn vẫn ngồi thiền, nhưng mà chỉ dám nhìn vào những cái đích bình thường. Ông nói đấy, có ông thầy, có ông giáo sư nghiên cứu về đạo Phật mà ở một cái trình độ cũng là khá nguyên bác, đi các nước ngoài tiếp thu, đi chuyển bá, nhưng mà ông này lại là bạn học của bác. Thì bác mời đến cái nhà này, bác hỏi một số chuyện. Thế bác cũng mạnh như thế. Thế thì ông này ông có giải đáp cho bác một vài cái thắc mắc. Thì bác lúc đầu bác nói gì vậy? Tôi nói thật nhanh, mục tiêu của tôi ngồi thiền là để chỉ trước tiên là kiểm tra hai cái mặt con người. Tại sao người ta gọi là con người, vừa là con vừa là người? Thế thì bây giờ tôi kiểm tra là xem được bao nhiêu phần trăm người, còn bao nhiêu phần trăm có cái lúc nào đó thì nó là con. Thế nhưng mà qua cái kiểm tra của tôi đấy, tôi thấy có kết quả rất tốt, là dần dần tôi loại trừ được cái, tôi phân biệt được cái, và tôi đã làm một bài hát ung vang trong im lặng. Là vì trong bác nghe thấy chỉ khi ngồi thiền, chỉ cái tâm trí của mình sáng suốt, mình lắng đọng, mình nghe thấy được những cái âm vang lý tưởng, còn hàng ngày không nghe được, nó lẫn lộn. Cho nên bác làm này, âm vang trong im lặng nói lên điều sâu lắng, lúc thức giấc canh khuya trên một lối đi về của cái tâm yên tĩnh, nhương vang trong thiền tịnh mạch nước ngầm trong đất sâu, trả cho đời bao đớn đau những mùn nhơ hờn oán. Bây giờ là họ đã làm được cái việc đó rồi, không hờn oán. Dạy gì mà hờn oán? Hờn oán thì mệt mình không hờn, mệt mình mà chả nghe lý chứ, chả nghe lý. Như thế là cái chất người của bác đã lên nhiều lắm. Khi ông bạn ông bảo đúng, tôi biết ăn chay thì tốt lắm, tuyệt, tuyệt vời. Nhưng mà ăn chay không ăn được liên tục. Thế thì ông bảo cái đó thì tùy anh thôi, nhưng mà tu hành nó có cái nghiêm khắc của nó. Chính vì thế mà cho nên tôi bảo, thế thì tôi nghe, tôi có một vị sư, vị sư phụ Mỹ, mà vợ tôi suy tôn là sư phụ. Thế nhưng theo như vợ tôi mô tả thì thầy có một quan điểm rất vừa chặt chẽ nhưng lại vừa rất nới thoáng, không có bắt buộc con người, chỉ khuyến khích con người vươn lên, vươn lên cái chỗ hoàn chỉnh mà có thể được. Thì cái đó là quý.
Cho nên nói tóm lại là tôi mỗi lần tôi nghĩ đến thầy, tôi vẫn hình dung thầy là một con người hoàn chỉnh. Nhờ có con đường tu hành của thầy, thầy nâng cái con người của thầy lên cái con người hoàn chỉnh, chứ thầy vẫn rất rất gần chúng mình gần được. Và cái đó là cái kết luận của tôi cho đến bây giờ. Để tỏ lòng tri ân Thanh Hải Vô Thượng Sư, nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý cũng đã gửi đến ngài lá thư sau đây. Năm mới gặp được những người bạn còn xa xứ, tôi cảm thấy mình có diễm phúc là đã để đôi tay mình vươn tới tầm xa của cuộc đời. Như tôi đã có duyên phổ những bài thơ của thi sĩ Thanh Hải, tôi tin rằng sẽ có một ngày nhờ những bài thơ đó mà nhạc của tôi sẽ được chắp cánh bay xa đến những chân trời mà tôi hằng ước vọng. Nguyễn Văn Tý, nhạc sĩ, Sài Gòn, 12 tháng 2 1999. Tôi cũng xin tỏ lòng biết ơn thi sĩ đã cho quà nhân dịp Tết. Truyền hình Vô Thượng Sư đã viếng thăm nhạc sĩ tài hoa Nguyễn Văn Tý vào đầu tháng 6 năm 2010, mang tình thương và lời ân cần vấn an của Thanh Hải Vô Thượng Sư. Xin trân trọng cảm tạ nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý đã mang đến cho đời dòng nhạc tuyệt vời và tâm hồn sâu sắc hướng thiện của ông. Cầu xin dư âm tiếng nhạc thanh tao và âm vang trong im lặng sẽ luôn đồng hành cùng nhạc sĩ trong những tháng ngày hạnh phúc, thăng hoa trước mặt. Trong chương trình vinh danh nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý, chúng ta đã thưởng thức ca khúc Một Khúc Tâm Tình Người Hà Tĩnh, một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý qua phần trình bày của nữ ca sĩ Thu Hiền. Tiếp theo là các nhạc phẩm Dư Âm, Mẹ Yêu Con, Người Đi Xây Hồ Kẻ Gỗ của nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý qua phần trình bày của các ca sĩ Sĩ Phú, Anh Thơ, Trọng Tấn, Thanh Hoa. Các nhạc phẩm Người Tình, Chờ Ai, Có Người, Phổ Từ Thơ Thanh Hải Vô Thượng Sư qua dòng nhạc của Nguyễn Văn Tý đã nối tiếp chương trình qua các tiếng hát Mỹ Lệ, Thúy Huyền, Diệu Hiền. Riêng bài Có Người đã được nữ ca sĩ Thanh Lam trình diễn trong đêm đại nhạc hội từ thiện Đường Vào Nhạc Tâm Linh và Tình Yêu do Hội Quốc tế Thanh Hải Vô Thượng Sư tổ chức tại thủ đô Hoa Thịnh Đốn, Hoa Kỳ, tháng 12 năm 1997. Buổi phỏng vấn nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý vào mùa xuân Kỷ Mão năm 1999 do Hội Quốc tế Thanh Hải Vô Thượng Sư thực hiện cũng đã đến với chúng ta trong chương trình hôm nay. Lời viết giới thiệu nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý trích từ phần biên soạn của trang Bình Thuận, xứ ngôn viên Hoài Nam, đài phát thanh SBS Úc Châu trong 70 năm tình ca trong tân nhạc Việt Nam và của tác giả Ngô Thục Khuyên với tựa đề Người Phụ Nữ trong ca khúc Nguyễn Văn Tý. Nam danh ca Sĩ Phú có một giọng hát trầm ấm, nồng nàn. Năm lên 5 tuổi, Sĩ Phú đã bắt đầu hát rất hay. Với tư chất thông minh, lúc 18 tuổi, Sĩ Phú đã là giáo sư trung học đệ nhất cấp về toán và lý hóa. Sĩ Phú nổi tiếng với những nhạc phẩm lãng mạn. Trong số đó có Tà Áo Xanh, Em Tôi, Cô Láng Giềng, Trở Về Bến Mơ, Hương Xưa, Anh Từ Trần vào năm 2000, để lại nhiều thương tiếc trong lòng khán thính giả ái mộ, một nghệ sĩ hòa nhã, đa tài. Theo lời chị Ngọc Lan, hiền thê của Sĩ Phú và tác giả quyển hồi ký Biết Bao Giờ Nguôi, danh ca Sĩ Phú lúc sinh thời rất quý phục Thanh Hải Vô Thượng Sư. Anh Sĩ Phú đã tham dự đêm nhạc hội từ thiện Một Thế Giới Hòa Bình Qua Âm Nhạc tại Đại Hí Viện Shrine vào tháng 12 năm 1998 do Hội Quốc tế Thanh Hải Vô Thượng Sư tổ chức với phần điều khiển chương trình của minh tinh điện ảnh Hoa Kỳ Debbie Reynolds, nữ tài tử mà Sĩ Phú rất mến mộ. Chị Ngọc Lan cho biết danh ca Sĩ Phú càng thán phục và hãnh diện về Thanh Hải Vô Thượng Sư nhiều hơn trong đêm nhạc hội hôm đó, khi thấy các nghệ sĩ và siêu sao Hollywood cùng hợp tác để vinh danh ngài trong buổi hòa nhạc này. Những kỷ niệm về danh ca Sĩ Phú, một linh hồn đẹp, sẽ luôn tồn tại trong không gian và trong tận cùng trái tim của những người mến yêu Sĩ Phú. Nữ nghệ sĩ Thanh Lan chào đời tại Nghệ An, miền Trung Âu Lạc, là một ca sĩ và diễn viên nổi tiếng. Nghệ sĩ Thanh Lan từng đoạt giải điện ảnh năm 1971 và giải Hoa Khôi Điện ảnh Việt Nam năm 1974. Trong cuộc thi ca nhạc quốc tế ở Nhật Bản do công ty Yamaha tổ chức
với ca khúc Tôi Biết Buồn của nhạc sĩ Phạm Duy, nữ ca sĩ Thanh Lan đã chinh phục khán thính giả. Tên tuổi Thanh Lan gắn liền với nhiều nhạc phẩm ngoại quốc chuyển ngữ như Khi Xưa Ta Bé, Dàn Thiên Lý Đã Xa, Mẹ Hiền Yêu Dấu. Ngoài tài hát tiếng Pháp, tiếng Anh, diễn kịch, đóng phim, nữ nghệ sĩ Thanh Lan còn viết lời Việt cho nhiều nhạc khúc Pháp, Anh. Cô cũng sáng tác nhạc song ngữ như Ngàn Năm Còn Yêu, Tình Buồn trong đĩa nhạc Tình Khúc Thanh Lan, phát hành đầu tháng 8 năm 2009. Nữ ca sĩ Thanh Lan đã góp mặt trong buổi nhạc hội từ thiện Đường vào nhạc tâm linh và tình yêu do Hội Quốc tế Thanh Hải Vô Thượng Sư tổ chức tại thủ đô Hoa Thịnh Đốn, Hoa Kỳ, Hí viện DAR Constitution Hall vào tháng 12 năm 1997 và đã được Thanh Hải Vô Thượng Sư trân quý tặng quà lưu niệm. Ca sĩ Anh Thơ sinh quán tại huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa, vùng Bắc Trung Bộ, hiện là giảng viên thanh nhạc Nhạc viện Quốc gia Hà Nội. Tiếng hát của cô được xem là trong sáng, tinh tế, tràn ngập cảm xúc và thấm đẫm âm hưởng dân ca. Ca sĩ Anh Thơ đạt nhiều giải thưởng thi ca như giải nhất tiếng hát truyền hình Hà Nội 1998, giải nhất giọng ca sóng phát thanh Đài Tiếng Nói Việt Nam 2001. Nữ ca sĩ Anh Thơ từng lưu diễn nhiều quốc gia trên thế giới như Nga, Tiệp, Ba Lan, Đức, Hà Lan. Ca sĩ Trọng Tấn sinh trưởng tại Thanh Hóa, tốt nghiệp Nhạc viện Hà Nội. Anh đạt giải nhất giọng hát hay Hà Nội năm 1997 và giải nhất giọng hát hay truyền hình toàn quốc năm 1999. Các đĩa nhạc do anh phát hành bao gồm Một Chặng Đường và Tình Yêu Trên Dòng Sông Quan Họ. Ca sĩ Thanh Hoa bắt đầu sự nghiệp ca hát vào năm lên 11 tuổi trong nhóm Tuổi Hồng. Cô được nhiều khán thính giả ủng hộ và cũng được biết đến qua nhóm Làn Sóng Nhỏ. Những ca khúc góp phần quan trọng cho sự nghiệp của cô gồm có Quê Hương, Làng Quan Họ Quê Tôi, Gửi Sông La. Mỹ Lệ sinh trưởng trong một gia đình nghệ sĩ, được theo học đàn cello tại Nhạc viện Huế từ năm lên 8 tuổi. Với lòng yêu mến âm nhạc, Mỹ Lệ hát và sáng tác nhạc với cả tâm hồn, tạo ấn tượng đẹp trong lòng khán thính giả. Nữ ca sĩ Mỹ Lệ đã từng trình bày ca khúc Nhà Tôi, thơ do Thanh Hải Vô Thượng Sư sáng tác qua giọng nhạc của nhạc sĩ Bảo Chấn. Cô chia sẻ như sau. Thực ra thì Mỹ Lệ chỉ chuyên hát nhạc trẻ thôi, nhưng mà nhạc sĩ Bảo Chấn đã gửi bài hát này đến Mỹ Lệ và Lệ thấy rằng đây là một bài hát rất là tình. Nó tuy rằng là bài hát có cả hai tác giả đồng viết bài hát này, đó là nhạc sĩ Bảo Chấn phổ nhạc và thi sĩ Phi Vân làm thơ trong cái bài hát này, nhưng nó vẫn có một cái sự hòa quyện giữa nhạc và thơ, trở thành một bài hát rất là tình và rất là mang đậm chất Việt. Và khi mà Mỹ Lệ đọc sơ cái bài hát thì cảm thấy cái lời thơ của nó rất là thơ, rất là nhiều hình ảnh gợi nhớ đến một cái miền quê thanh bình, một ngôi nhà xinh, một thảm cỏ xanh và những bông hoa dại. Đó là những hình ảnh rất là đẹp và làm cho Lệ cảm xúc. Và khi mà hát bài này, Mỹ Lệ cảm thấy là mình có thể tải hết cả tất cả những tình cảm mình vào bài hát. Mỹ Lệ chắc là có duyên với thi sĩ Phi Vân. Trước đó Lệ đã từng hát hai bài hát phổ thơ của thi sĩ. Và bây giờ một lần nữa được trình bày một bài hát mà chính thi sĩ đã viết lời thơ. Mỹ Lệ rất là hy vọng có một ngày nào đó sẽ gặp thi sĩ Phi Vân. Khi mà Mỹ Lệ trình bày những bài hát của nhà thơ thi sĩ Phi Vân thì Lệ cảm nhận được rằng đây là một người rất là nghệ sĩ, rất là lãng mạn mới có thể sáng tác ra được những lời thơ rất là bay bổng. Mỹ Lệ rất cảm ơn thi sĩ Phi Vân và nhạc sĩ Bảo Chấn đã dành bài hát này cho Mỹ Lệ được thể hiện. Và nhân đây xin cho phép Mỹ Lệ gửi lời chúc sức khỏe đến thi sĩ Phi Vân và nhạc sĩ Bảo Chấn và tất cả quý vị đang theo dõi chương trình. Nữ ca sĩ Thúy Huyền chào đời tại Hà Tĩnh, miền Bắc, Âu Lạc. Cô bắt đầu sinh hoạt trong các ca đoàn nhà thờ từ năm 10 tuổi. Ca sĩ Thúy Huyền từng trình diễn trên các chương trình ca nhạc truyền hình được phát sóng trực tiếp như Nói Vòng Tay Lớn VTV1, Phòng Trà Của Mọi Nhà VTC9. Nữ ca sĩ Thúy Huyền cho biết như sau về ca khúc Thương Nhau Đi, thơ của thi sĩ Phi Vân, bút hiệu của Thanh Hải Vô Thượng Sư lúc trẻ do nhạc sĩ Trần Quang Lộc phổ nhạc mà cô đã trình diễn. Về ca từ thì mở rộng ra một cái tình yêu rất là cao lớn, rất là bao trùm cả thế gian.
Em nghĩ là thi sĩ Thi Vân rất là dễ gần và rất là nhân hậu. Thi sĩ Thi Vân đã có một cái tấm lòng yêu thương rất là sâu sắc, cao thượng như vậy để mà đặt vô bài thơ này. Em rất là cảm ơn rất nhiều đến thi sĩ Thi Vân và nhạc sĩ Trần Quang Lộc đã đem đến cho em cơ hội để mà thể hiện một cái ca khúc rất là hay như vậy. Và em cũng xin chúc sức khỏe đến thi sĩ Thi Vân và nhạc sĩ Trần Quang Lộc. Nữ ca sĩ Diệu Hiền sinh trưởng tại miền Nam Âu Lạc Việt Nam. Cô đạt giải nhất hội thi song ca Tam ca mùa xuân 2002. Tiếng hát của cô được xem là thích hợp với dòng nhạc trữ tình qua các nhạc phẩm như Lặng lẽ tiếng dương cầm, Nắng hạ. Nữ ca sĩ Diệu Hiền đã trình bày các nhạc phẩm phổ từ thơ của Thanh Hải Vô Thượng Sư, sáng tác dưới bút hiệu Vô Tử. Ngoài ra, Thanh Hải Vô Thượng Sư còn được biết đến qua bút hiệu lúc trẻ là Phi Vân. Nữ ca sĩ Diệu Hiền chia sẻ cảm tưởng như sau. Những lời thơ và giai điệu khi mà Diệu Hiền hát lên thì thực sự là nó đã đi sâu vào lòng người. Diệu Hiền cũng được mong một ngày nào đó có thể được gặp tác giả. Diệu Hiền xin được gửi đến lời cảm ơn sâu sắc của mình đến thi sĩ Phi Vân. Diệu Hiền mong là sẽ được hát thêm nhiều bài hát mà phổ thơ của thi sĩ Phi Vân. Diệu Hiền xin được chúc cho thi sĩ Phi Vân có được sức khỏe dồi dào, ngày càng sáng tác ra được những án thơ hay, những điệu nhạc đi vào lòng công chúng để công chúng có thể ngày càng thưởng thức được nhiều hơn những tác phẩm tuyệt vời của thi sĩ Phi Vân. Chân thành cảm ơn quý vị đã cùng xem chương trình thơ nhạc tình yêu và tâm linh hôm nay. Xin quý vị giữ đài truyền hình Vô Thượng Sư và đón xem Danh Nhân Trường Trai. Cầu xin âm nhạc huy hoàng của thiên đàng luôn thăng hoa đời sống trần gian. Chúng tôi xin hẹn tái ngộ vào kỳ phát hình sau. Thank you for watching today's A Journey Through Aesthetic Realms, Music and Poetry. Please stay tuned to Supreme Master Television for Vegetarian Elite. May heaven's glorious melody continue to uplift life on earth. We'll see you next time. Hỏi nhiều làm chi?
yêu là bởi tôi yêu. Cầm tay cô hỏi, hỏi nhiều làm chi? Khi yêu không đắn đo gì, phân phó chưa biết nói vì cớ sao? Huống hồ yêu từ khi nào? Hôm qua lòng thấy ngọt ngào mới hay, gạn gùng nông cạn phơi bày. For more details, please visit www.suprememastertv.com/mp.